Vâng, thì quý vị đang được ngắm một tác phẩm hồn quê đấy quý vị. Cái tác phẩm xanh hồn Việt của nhà vườn An Mộc Viên. Và đây là một tác phẩm cây xanh quê các bạn nhé. Như cây xanh quê này cũng đã mang được đậm dấu ấn trong lòng người dân yêu cây Việt Nam. Một cây bóng dáng, cây dáng làng mang đậm chất quê hương. Và đồng nghĩa với nó là một cây xanh quê, nhưng thực sự cây xanh quê này quá chất các bạn ạ. Phải nhiều các loại xanh khác phải cúi đầu trước cây xanh quê như thế này. Nó quá đẹp. Về tổng bóng, mọi thứ đều quá ok. Bộ chân bệ thân pháp của nó thì quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Thực sự khi ngắm nhìn những tác phẩm như thế này thì chưa bao giờ cảm thấy bị chán mắt, lúc nào cũng cảm thấy tò mò và cuốn hút để ngắm nhìn những tác phẩm đẹp như thế này. Càng ngắm càng phê, càng yêu các bạn. Quá đẹp. Quá đã với bộ tay cành này các bạn ạ. Thực sự thân cây và thân pháp tay cành quá đã luôn. Và đây là cái mặt kế bên của tác phẩm này các bạn. Nhưng thực sự đến với tác phẩm hồn Việt này thì nó đẹp tứ diện. Xung quanh bốn mắt đều đẹp. Một tác phẩm không chê vào đâu được các bạn ạ. Chỉ hết những cái lời khen thôi các bạn nhé. Vị trí nào view cũng đẹp, góc nào cũng đẹp. Từng những cái chi tiết nhỏ dưới phía chân, rồi đá, rồi tạo cảnh, tạo view. Và nói đẹp đến từng chi tiết các bạn. Rất tỉ mỉ và tinh túy. Và tiếp theo lại là một tác phẩm cây xanh cũng dáng làng. Bạn quan sát về tổng bóng cái này cũng rất đẹp các bạn, rất cân đối hài hòa. Thực sự những cái viên đá luộng này khiến cho những cái rễ chui xuyên qua các bạn ạ. Sau đó nó sẽ lớn và nó phình và nó thắt chặt vào. Có những cái dòng đá luộng, đá mồ côi, rất nhiều cái khe để cho nó xuyên qua. Và thân pháp đây các bạn. Chủ sở hữu Dương Hồng Hưng, xanh dáng làng. Về tổng bóng quá tuyệt vời các bạn. Rồi, chúng ta lại tiếp tục một bóng dáng làng nữa các bạn nhé. Những cây rất to các bạn ạ. Là cái khu vực sân to thì phải có những tác phẩm to lớn đem đến như thế này thì nó mới xứng tầm với một cái không gian chơi lớn.
thực sự bộ chuẩn bị quá kinh điển. Rồi, mang đi cầu đi lại bị gãy một cành này các bạn ạ. Không thể cứu được rồi. Lại khô mẫn một cành rồi. Đấy, rất nguy hiểm, những cây to đi thì cầu kích không thể tránh khỏi những cái sự va chạm. Và đây là tác phẩm Cửu Long Tranh Châu các bạn ạ. Cửu Long Tranh Châu. Đây là mặt kế bên của tác phẩm. Và đây là một cụ dưới rất to này. Cây dưới cổ của nhà vườn Hồng Quân. Đang trong quá trình tạo tác mới gọi là hòm hòm các bạn ạ, về tổng bóng thôi. Và các bạn ngắm một con long khổng lồ này các bạn ạ, quá to, thực sự còn rất to các bạn. Và con này thì chủ nhân vẫn còn đang nuôi thêm một cái tay thứ hai. Chắc là đang muốn tạo một cành phóng các bạn ạ. Đang nuôi thêm. Một con long quá lớn. Tôi phải đứng rất xa mới quay được các bạn ạ. Một thời ôm những cái viên đá này rất lặng lì. Cảm giác như là viên ngọc bên trong các bạn. Viên đá rất to và rất đặc, phải nói một viên đá rất đặc. Không những thế, họ lại cần nhồi nhét thêm những cái viên sỏi cuội ở bên trong cho nó kín. Lại một thời nối đá của một thời này các bạn. Đây là một cây ôm viên tổ xỉ, viên đã ong. Cũng một thời, những năm 2010 thì rầm rộ ký lên những viên hòn đã ong lớn. Và cái lúc đó thì đã ong lên ngôi. Đúng là mỗi một thời thì lại có một cái lối chơi khác nhau. Lúc đó thì đã thâm thủy, rồi đã ong rất chuộng. Và đây là dư âm của những năm 2010. Vẫn được còn tồn tại đến ngày hôm nay. Đây các bạn. Một tác phẩm cũng khá là già. Một cái thần pháp rất già. Và cái dòng xanh này thì lá cũng đẹp này. Nhưng nó hơi thưa cành thôi. Còn cái chất liệu lá thì nhìn cũng khá ok đấy. Đá ong thì được một cái là nó có vừa là đất vừa là đá bên trong và đất cũng như rất nhiều khe hở, thì cây có thể là xuyên rễ ở bên trong, chui ngập vào bên trong, và khi đổ nước vào thì nó sẽ rất mát các bạn ạ, có những cái lợi thế của nó. Cái dây xanh trắng siêu.
Rồi, Bonsai Ninh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.